Lâm Vĩ Dạ, chị Lê Giang đã trải qua trăm mấy cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, trí nhớ có vấn đề đi quay cùng rất mệt mỏi. Trêu chọc Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ, Lâm Vĩ Dạ cũng bị mắng lại không thương tiếc. Trong một lần livestream, Lê Giang bỗng dưng bị Lâm Vĩ Dạ mắng xấu xả vì tội không thuộc kịch bản. Lâm Vĩ Dạ vừa mắng Lê Giang vừa giải thích lý do tại sao Lê Giang hay quên vì trải qua trăm mấy cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Đáp lại lời đàn em, Lê Giang cũng không vừa khi dọa tao lấy dép quýnh vô mặt mày bây giờ, khiến người xem cũng phải bật cười. Là đồng nghiệp thân thiết, ai cũng biết Lê Giang đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật mới có được nhan sắc như hiện tại. Nữ danh hài cũng không ngại giấu giếm, chính vì thế chủ đề cô phẫu thuật hay không, bạn bè cũng đem ra trêu đùa, nhưng không phải với ý xấu mà chỉ tạo sự vui vẻ cho người xem. Lê Giang đang ngồi livestream, Lâm Vĩ Dạ bỗng xuất hiện mắng xấu xả. Cô bức xúc vì Lê Giang không chịu học kịch bản, cứ mỗi lần diễn là quên lời thoại, phải quay rất lâu. Chị Lê Giang đã trải qua trăm mấy cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, trí nhớ có vấn đề đi quay cùng rất mệt mỏi. Lý do là vì Lê Giang đã trải qua cả trăm cuộc phẫu thuật, phải gây mê nhiều lần nên trí nhớ giảm sút. Đặc biệt là những lúc quảng cáo sản phẩm mà cũng quên được, đáp lại lời của Lâm Vĩ Dạ, Lê Giang dọa, tao lấy dép quýnh vô mặt mày bây giờ. Mặc dù bị mắng như vậy, nhưng Lê Giang lại cười rất tươi. Chưa hết, Lê Giang còn phản bác, tao nói ai cũng hiểu được rồi, cái con nhỏ miệng như quỷ à.